nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả. Chuyện ma kinh gì người chết hóa kiếp làm người qua giọng đọc tinh soạn lâu lắm mới có dịp hội ngộ cùng bạn bè ở quê cũ nên phong phải nhậu suốt từ lúc trời đứng bóng cho đến lúc hơn bốn giờ mới chợt nhớ là mình còn phải trở về anh lính quýnh chuẩn bị hành lý khiến cho mấy người bạn cười trêu chọc. Cây thằng trai chưa vợ Mà giống như sợ bà Trần ở nhà ăn thịt vậy Sao không ở lại đi ngủ thêm một đêm nữa xem sao Phòng xua tay và nói Mình còn phải đi thăm ông bác Đang đau nặng ở bên củ lao Nếu mà đi trễ thì không còn đỏ sang sông Một người nữa bàn ra Đây sang đó chỉ có hơn chục cây số Đi xe ngựa chỉ mất vài giờ Vội cái gì Nhưng Phòng vẫn cường quyết Anh chào bạn bè rồi còn hẹn nếu mà ông bác tôi lành bệnh Lượt về thế nào cũng ghé lại chưa một tuần lên Mấy người bạn phấn khởi nói Hứa là phải làm đấy Thôi được rồi đi đi Mà chúng tôi đã dặn sẵn chiếc xe ngựa chạy tốt Để đưa cậu đi rồi Hẹn gặp lại Phong vừa đi ra Thì anh chàng đánh xe đã rộng Trời đang chuyển mưa đó cậu Ta phải đi tới bến đỏ trước khi trời đổ mưa Thì mới dám sang sông Bây giờ trễ lắm rồi đó Phong cũng vội nên vừa lên xe anh đã dồn hành lý sang một bên Tranh thủ nằm xuống sàn xe Nhằm cản gió Như vậy xe sẽ chạy được nhanh hơn Anh chàng phu xe tên là Lý Đã nhanh nhậu lên tiếng Nếu mệt thì cậu hai cứ nằm ngủ một lát đi Khi nào tới em sẽ gọi Phong hơi mệt do men rượu nặng Nhưng chẳng hiểu sao anh không muốn ngủ Có lẽ anh muốn nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường Xe đi qua khỏi một đoạn đường gập cảnh Lý bảo Đường phẳng rồi em sẽ chạy với tốc độ luôn Phong phải ngăn anh ta lại Không nên chạy quá nhanh Tôi cũng muốn chậm chậm một chút để còn ngắm cảnh Lâu không có về đây Cảnh trí bây giờ khác nhiều quá Phong là một người quê quán ở nơi này Nhưng theo cha mẹ ra tỉnh học từ lâu Lần này trở lại sau hơn 5 năm Do đó có những nơi tuy biết từ thời thơ ấu Nhưng nay nhìn lại anh không khỏi ngỡ ngàng Xe chạy được hơn 10 phút Thì trời đã tối mịt Mây đen kéo đầy một góc trời Lý tặc lưỡi Mưa tới rồi đó anh Phong lo lắng hỏi Liệu mình có kịp tới bến đỏ không Kịp thì kịp giờ Nhưng mà mưa tới ngay bây giờ e rằng Anh ta chưa nói hết câu Thì chợt Phong nhìn thấy bên đường Cách gần năm thước Có một bóng người đưa tay vẫy vẫy Anh liền hỏi Họ quá răng xe vậy không anh Lý chạy xe thường ngày nên rất rảnh và đáp Quá giang đó nhưng mà trời mưa gió Mình lại gấp như thế này ai mà rước cho đi được Nói xong anh ta liền ra roi mấy cái Con ngựa tung vó chạy thật nhanh Chẳng mấy chốc mà xe đã vượt qua chỗ người đứng đón Phong nhận ra đó là một người phụ nữ đứng co giò Có vẻ đang bệnh hoạn Anh kêu lên Ngừng lại đi Anh chàng đánh xe cũng nói to Cậu không cần phải bận tâm Với mấy cái người mà quá giang giữa đường như thế này ở đây nếu mà cho quá giang Thì chục chiếc xe chả cũng không có hết Phòng vẫn cường quyết Tôi bảo anh cứ dừng lại Nếu mà cần thì tôi trả thêm công Lý phân trần Không phải em không muốn cho quá giang Nhưng mà đoạn đường này nó vắng Trời lại sắp mưa lớn ngộ nhỡ nè Anh không thấy người ta là phụ nữ Lại hình như là đang bệnh hoạn gì đó Làm phước thì được phước Lo cái gì Không cãi lại được Lý đành phải gò cương lại tuy nhiên xe cũng đã chạy lố đến cả trăm thước phong nhảy xuống ngay anh chạy đến gần và hiểu rằng mình đã quyết định đúng bởi lúc ấy cô gái đang run rẩy mặt môi tái nhợt cô nương cần về đâu cô gái tuổi trên dưới hai mươi lắp bắp trả lời dạ em cần về bến đò phong mong mắn tôi cũng đang đi tới đó vậy cô mau lên xe đi anh định quay lưng đi nhưng thấy cô gái lảo đảo thì chụp vội cánh tay và rộng để tôi dìu cô đi Nhanh lên là kẹo trời mưa Được dìu nên cô gái đi đến bến xe Nhưng tới đó thì cô lạ người đi Khiến cho Phong phải bế sốc cô ta lên xe Nhưng hẳn phần rộng cho cô ta nằm Còn anh thì thu mình lại Anh rộng Chạy nhanh đi anh Lý Anh chàng Lý khẽ lắc đầu Hình như muốn nói gì đó nhưng ngại Chẳng mấy chốc thì đã đến gần bến đỏ Chợt cô gái choảng dậy kêu lên khẽ khẽ Xuyên nữa đã đi lố cho em xuống đây Nhà cô ở chỗ nào để xe ngừng ngay nhà Chỉ tay về phía ngõ nhỏ đằng xa Nhà em ở mãi trong kia Xe và không có tiền Xin cảm ơn quý ân nhân Nếu không có ngài thì vừa rồi em đã ngã ở bên đường Em bị cảm gió bất ngờ Cô ta không đợi cho phong diệu Đã tự bước xuống xe Một lần nữa cúi đầu lấy phép Xin đa tả Em tên là Hạnh Hoa Nhà ở xóm Cây Trâm Ngay bên gò Trúc cô ta vừa dứt lời thì bước đi thật nhanh khác với vẻ yếu đuối bệnh hoạn lúc nãy đi được gần chục bước chợt nhớ điều gì cô ta quay lại nói khi nào có đi ngang qua đây mời ngài ghé qua tệ xá tiền nữ xin mời ly nước trả ơn phong ngẩn ngơ nhìn theo còn lý thì lên tiếng cái loại con gái này cần phải dẹt chừng đấy anh phong tức giận tôi không muốn nghe anh nói về vị khách của tôi như vậy đâu bị chỉnh lý nín thinh nhưng xem ra không hài lòng anh ta đánh roi cho xe chạy nhanh hơn tới bến đỏ đến nơi cũng may chuyến đỏ cuối cùng sắp rời bến phong bước xuống đỏ rồi nhắc lý cậu quay về ngay đi nói tôi cảm ơn các bạn hẹn sẽ gặp lại lý chỉ chờ có như vậy anh ta dục ngựa đi ngay trước khi trời đổ mưa con thuyền vừa rời bến đã phải dừng lại người chèo đò nhìn trời rồi quyết định Mưa lớn lắm Không thể qua sông lớn cho thời tiết như thế này Vậy ta đành phải chờ đến sáng mai thôi Nhiều người phản đối Đúng ra phòng cũng không có đồng tình Bởi anh cần đi thăm ông bác gấp lắm Nhưng chẳng hiểu sao Cho đến lúc tuyển quay lại bến rồi Mà Phong vẫn không nói tiếng nào Hầu hết khách đã rời đỏ Người thì trở về nhà Vài người nhà xa thì cũng đi tìm nhà quen để tá túc Đến lúc này Phong mới bừng tỉnh Anh đã hỏi thăm một chỗ trọ Thì người ta chỉ ở cách đây nửa dặm mới có một khách điếm nhỏ, nhưng mà xem ra với cái lượng người lỡ đỏ đông như vừa rồi thì khách điếm e rằng sẽ không còn phòng trống. Phòng lo lắng nói: "Mình chẳng quen ai ở đây cả, biết làm sao bây giờ?" Anh lững thững đi dọc theo bờ sông, chợt có một người đi qua mặt và nói một câu trống không: "Sao không đi tìm cô gái quen lúc chiều?" Phòng sáng mắt lên reo khẽ: "Vậy mà mình cũng không có nhớ ra." Anh định chạy theo người vừa nói câu kia Nhưng họ đã vụt mất bóng Phong tự hỏi Ai mà biết chuyện cô gái vậy chứ Nhưng lúc đó chưa bắt đầu đổ mưa Nên Phong không còn kịp nghĩ ngợi gì thêm Anh quay lại Nhắm hướng đã đi qua lúc chiều Nhà có ít hành lý Nên Phong cũng không khó lắm để vác bộ Anh tìm hỏi một người qua đường Ông có biết xóm cây châm ở gần đây không? Ngước nhìn Phong với vẻ tò mò Ông ta đáp cộc lấp Sắp tới rồi đó Phong đi chưa đầy trăm bước Đã nghe có ai đó bên đường nói lớn Xóm cây châm đây rồi Còn tìm đâu nữa Phong quay nhìn thì chẳng thấy một ai Bởi đó là một xóm vắng Đúng hơn là một xóm hoang Không có lấy một nóc nhà Phong chậm rãi bước lại Định đợi có người đi tới để hỏi thăm Tuy nhiên anh đợi ngót một khắc Mà không có ai Còn đang tiến thoái lưỡng nan Thì chợt nhìn thấy một ánh đèn phía trước Phong mừng khôn xiết Vội bước thật nhanh về hướng đó Nhưng đi mãi mà chưa thấy gần được ánh đèn Mà chừng như Phong càng đi Thì nó lại càng xa hơn nữa Chẳng lẽ Một ý nghĩ thoáng qua đầu của Phong Phong vội xua nó đi ngay Vừa lúc có ai tôi nói phía trước mặt Không kiên nhẫn gì hết Mưa to rồi đó Kèm cho tôi hỏi Nhưng người đó cũng giống như mấy lần trước Chẳng đáp lời Phong lặp lại câu hỏi Ai đó cho tôi hỏi thăm Hoàn toàn im lặng Phong đã bắt đầu trồn chân Hoa mắt Bỗng anh cảm thấy túi hành lý trên vai của mình Nhưng bị ai đó lấy đi một cách nhẹ nhàng Anh chỉ kịp kêu khẽ Ai vậy Túi hành lý đã bị lấy mất Mà chẳng biết ai là thủ phạm Phong nhìn có một lượt nữa Rồi cô hết sức Vừa chạy thẳng về phía có ánh đèn Vừa chạy anh vừa kêu to Cô Hạnh Hoa, tiếng gọi của phong vang vọng trong đêm nghe như đang lạc vào một chốn hoang vu rừng núi nào đó từ nào đến giờ phong vốn là một người lì lợm gan dạ chưa từng biết sợ chuyện ma quỷ nhưng giờ phút này anh nghe lạnh cả người tay chân đã bắt đầu mất kiểm soát bước đi được vài bước thì đột nhiên phong bị ngã xuống trong đầu của anh mơ hồ phong có cảm giác như mình nhìn thấy một khuôn mặt rất quen tuy nhiên anh không làm sao lên tiếng gọi cũng không đưa tay vẫy hoặc chụp nắm để cầu cứu vừa khi ấy phong mơ hồ như có người hỏi câu gì đó rồi một bàn tay ai đó chụp lấy tay của anh và kéo lên cậu ấy tỉnh lại rồi này phong vừa mở mắt đã giật mình trước mắt của anh là hai người lớn tuổi hoàn toàn xa lạ người đàn bà đứng lên rất nhanh mang ra một bát gì đó nghi ngút khói cậu ấy đói lắm rồi đã qua một đêm một ngày rồi còn gì ông cụ dâu tóc bạc phơ có vẻ trầm tĩnh hơn đưa tay ngăn lại khoan đã để cậu ta uống một ly nước đã bây giờ nước cần hơn thức ăn bà lão nghe lời mang đến ly nước đưa vào tay của phong đúng là phong đang khát khô cả cổ họng gặp nước là uống một hơi hết nửa ly ông lão lại ngăn không cho uống tiếp đích thân ông dùng muỗng múc mấy chén cháo đưa vào miệng của người bệnh quả nhiên sau đó phong cảm thấy tỉnh người mở mắt lớn hơn Quan sát kỹ và lên tiếng rất khẽ Tôi đang ở đâu vậy Bà cụ reo lên Cậu ta tình hẳn rồi đấy ông Ông cụ gật đầu Tốt rồi, cậu ấy không có sao rồi Phong lặp lại một câu hỏi Tôi đang ở đâu vậy Bây giờ ông cụ mới lên tiếng trả lời Đây là nhà của vợ chồng lão Cứ gọi là lão Tam Còn tại sao cậu ở đây Thì cứ từ từ nhớ lại Phong không cần cố gắng cũng nhớ lại rất nhanh những chi tiết vừa qua. Anh thẳng thốt bật dậy, nhưng do yếu sức quá nên vừa bật dậy anh đã ngã trở xuống. Ông lão nhẹ giọng bảo, cậu cứ nằm đó rồi tôi nói chuyện cho cậu nghe. Phong lại nhìn họ, thấy hai người già trước mặt của mình có vẻ phúc hậu thì hơi yên giả. Ông lão bắt đầu kể. Đêm hôm trước, lúc đi soi ếch ngoài nghĩa trang, thì tôi gặp cậu nằm ngất ngoài đó, lúc đưa cậu về đây thì cậu hoàn toàn không biết gì, người lạnh ngắt như cây xác chết. bà lão nhà tôi sợ quá định chạy đi báo động, nhưng cũng may, sau đó uống vài viên thuốc gia truyền của tôi, cậu ấm lại nhưng vẫn còn mê man. tôi yên tâm bởi như vậy là cậu chưa chết. bà cụ chen vào. lúc mây sáng cậu cứ kêu tên người nào đó nên tôi đoán chắc là cậu bị lạc mất họ. phòng hốt hoảng cháu cháu gọi tên của ai hạnh hoa đó là câu đáp của ông cụ phong lần này cố gắng và bật dậy được anh bật kêu lên liền hành hoa đó là ai mà cậu kêu không có ngớt dạ anh kể lại đầu đuôi câu chuyện vợ chồng ông lão nghe xong đều lắc đầu thở dài không có xong rồi phong ngạc nhiên hỏi sao sao lại không xong ạ à? ông lão không đáp đứng lên đi ra ngoài để cho bà vợ nói chuyện với khách phong sốt ruột hỏi tới sao hai bác lại có vẻ như là bà cụ thở dài ông nhà tôi không muốn nói cho cậu nghe sợ cậu lại bệnh phong quả quyết đâu có sao bác cứ nói đi cái tên hạnh hoa đâu có ở xóm này mà chỉ có ở ngoài nghĩa địa thôi kìa bác phong cho rằng những người này đã già nên lầm cầm anh đứng lên và quyết định đi ngay Bà cụ lo lắng Kìa cậu còn chưa có khỏe hẳn ma Nhưng Phong vẫn bước ra ngoài Anh bước đi chỉ chục vài bước Thì ngơ ngác nhìn quanh Bởi khắp nơi là bãi tha ma Chứ chẳng có nhà cửa của ai Thì ra Nhìn lại sau lưng của mình Phong càng kinh ngạc hơn Bởi ngôi nhà mà anh vừa đi ra Cũng chẳng thấy đâu nữa Ủa sao lại vậy Vừa lúc đó Phong thấy có một người xách chiếc giỏ câu đi tới Anh mừng rỡ Dạ thưa chú cháu muốn hỏi thăm Người đàn ông chất phát nhìn Phong rồi hỏi Cậu tìm mồ mà ai trong cái này phải không Dạ không cháu muốn hỏi nhà lão Tam Người đàn ông câu mày Lão Tam nào Có phải lão già đi soi ếch không Lão ta được kêu là ba ếch Chỉ gọi là lão Tam Nếu đúng lão ta thì mộ ở đằng kia kìa Lão đưa tay chỉ đúng vào hướng ngôi nhà Mà Phong vừa đi ra Phong ngừng ngác Không lão ấy còn sống Mới đây lão vừa mới Lão đi câu trợn tròn mắt nhìn Phong Cậu, cậu bị ma rồi Nói xong ông ta bước đi thẳng Khiến cho Phong hốt hoảng gọi với theo Bác cho cháu hỏi nhà cô Hạnh Hoa Ông lão càng đi nhanh hơn Giống như bị ma đuổi Phong bực dọc Vừa lầm bầm vừa dậm chân bỗng ngay trước mặt của anh lúc ấy có một ngôi mộ đất đã lâu năm cỏ mọc um tùm hiện ra một bia mộ mà vừa thoáng nhìn qua phong đã xanh mặt đó là hạnh hoa sao lại phong trật cảm thấy xây sầm và lảo đảo rồi không còn kiềm chế được nữa anh chàng ngả người xuống đất và ngất đi một lần nữa tỉnh lại trong nhà của ông bác mình điều đó làm cho phong không thể nào có thể tin nổi anh hỏi người nhà sao tôi lại ở đây người anh họ của Phong kể lại. Nửa đêm hôm qua, lúc mọi người đang ngủ say thì có tiếng gõ cửa. Chính tôi ra mở cổng, thì bắt gặp chú nằm ngay lối ra vào. Trên ngực chú có một mảnh giấy viết vài chữ, tuồng chữ giống như là của con gái vậy. Phong sốt ruột, trong giấy viết gì à? Anh ta móc túi lấy ra mảnh giấy xếp đôi. Chú đọc đi, chắc biết là chữ của ai. Trên giấy chỉ ghi vắn tắt. Hãy tính dưỡng rồi gặp lại sau. Người anh họ hỏi với nụ cười nghi kỵ Ai mà có vẻ thần bí vậy Bỗng dưng phong kêu lên Hạnh hoa Ai nấy trong nhà đều ngơ ngác Ai là hạnh hoa Lúc này phong mới quả quyết Chắc là nàng ấy đưa tôi về đây Rồi anh thuật lại câu chuyện ở bên đò, Nghe xong không ai tin nó là sự thật Chắc là Phong nó bị ảo tưởng rồi hay sao đó Làm gì có cái chuyện như thế Bác gái của Phong suy nghĩ cẩn trọng hơn Bà nói Cứ để cho nó nghỉ ngơi rồi hỏi lại sau Nhưng Phong thì không yên Anh hỏi ông anh của mình Đường từ đây về bến đỏ lợi giang bao xa Và ngoài đường sông còn có đường bộ không anh Người anh lắc đầu Ngoài đường sông Thì không còn cách nào để về đó Nơi ấy cách hơn 40 dặm Mỗi ngày chỉ có hai lần đò Hôm qua chú về đây giờ đó cũng hơi lạ Bởi không có chuyến đò nào đi trễ như vậy cả bà bác của phong cũng nói chắc là người nào đó đem cháu về nhà họ rồi mới đưa đến đây vào lúc nửa đêm cháu có quen ai ở xóm này không dạ đâu có mấy năm con mới về đây một lần đường đi còn không có nhớ làm sao có người quen thế còn cô hạnh hoa nào đó thế con đã nói rồi mà đó là cô gái con mới quen ở bến đò con nghi là cô ấy đưa con về đây chứ đâu đã chắc người anh họ quả quyết không cô hạnh hoa thì cô nào khác thôi Chữ viết của con gái rõ ràng Chú nhớ lại xem còn cô nào nữa không Bị chất vấn lôi thôi Phong đâm bực Làm gì cô ai Anh dùng rằng tính bỏ đi Nhưng chợt nhớ bệnh tình của ông bác Nên quay vào trong nhà rồi hỏi Bác ra sao rồi ạ à? Bác gái anh vui mừng nói ốm đang bệnh nặng Thầy thuốc sứ này đã chạy hết Nên mới nhắn con về gấp nhưng mà chẳng hiểu sao tự dưng từ trưa hôm qua đến giờ Ông ấy lại hết bệnh Đang ở ngoài sân tỉa cây Phong đi ngay ra sân Anh ngạc nhiên thấy bác của mình khỏe Nhưng không hề có bệnh gì Sao nghe bác bệnh nặng con lo quá Viên ngoại họ từ tươi cười với cháu Bác khỏe hơn còn lúc chưa có bệnh nữa cơ Bác uống thuốc gì vậy Từ viên ngoại kéo Phong lại gần Bác chỉ nói riêng cho con nghe thôi Đừng có để tới tay bác gái con thì phiền Bác chẳng có thuốc men gì cả Đêm hôm trước khi bác đi ngủ Thì bỗng nhiên mơ thấy một cô gái lạ đẹp Đứng bên giường của bác và cất tiếng hỏi Có phải ông là bác của Mã Phong Ở làng Hoài Sơn không Bác còn chưa kịp trả lời Thì cô ta tiến lại gần bác Đưa tay chạm vào vai bác hai lần Rồi bỏ đi Vậy mà khi tỉnh lại bác chẳng còn có bệnh gì nữa Bác mừng quá Nhưng mà không dám nói với bác gái con nghe Tính bà hay ghen tuông bậy bà sẽ lại nghĩ bác mơ tưởng gái lưu trai này nọ Phong ngạc nhiên quá đỗi Bác có nhớ mặt cô gái đó không? Chẳng những nhớ Mà bác còn được cô gái ấy nói cho biết tên nữa Tên là Hạnh Hoa Phong kêu lên Hạnh Hoa Tiếng kêu của anh quá lớn Khiến bà viên ngoại từ nhà trước phải chạy vào Có chuyện gì vậy? Từ viên ngoại có vẻ lúng túng Còn Phong thì nhanh trí đáp dạ con mừng bác hết bệnh con không có ngờ bà từ quay vào trong nhà vẫn lẩm bẩm ông này bệnh giống như bệnh tà vậy chiều hôm đó từ viên ngoại cho làm tiệc linh đình để tiết đại cả nhà đồng thời đã mừng cho cháu trai về thăm ông bảo phi phong không mấy khi về chơi kỳ này về con phải ở lại đây vài tháng mới được phong do dự con còn nhiều việc e làm phong nghĩ ngay tới việc mình phải trở lại bến đỏ để tìm hạnh hoa nên dù sau đó ông bác có ép anh lắm nhưng anh cũng chỉ ậm ừ cho qua trong bụng phong tính chỉ có vài ngày mà thôi đêm hôm đó chằn chọc mãi mà phong vẫn không ngủ được anh nằm xuống ngồi lên năm ba lượt rồi cuối cùng quyết định mở cửa sau đi ra sân vườn khu vườn lúc chưa phong đứng rất lâu với ông bác nhưng so với lúc này thì nó khác xa vườn vắng lúc nửa đêm có cái gì đó khác lạ với phong điều này thực sự thú vị anh đang muốn tìm một chút thư giãn đầu óc hơn là sự yên ắng bình thường và chừng như ước gì được nấy vừa khi ấy phong ngửi được một thứ mùi hương rất lạ mà thoạt tiên anh cứ ngỡ rằng đó là hoa trong vườn nhưng nhìn quanh không thấy khóm hoa nào mà người kỹ thì đấy không phải là hương từ những cảnh hoa tươi chợt có một mảnh giấy nhỏ rơi trước mặt của anh phong nhặt lên xem và giật mình bởi mấy dòng chữ trong giấy là gửi cho anh Chào anh Phong Lâu lắm rồi anh mới trở lại Không thể đi ngay được đâu Ai vậy Phong ngơ ngác nhìn xung quanh Và cảm thấy như có ai đó đang đứng rình Nhưng tuyệt nhiên không có một ai cả Một tiếng động cũng không có Ai có ý trêu chọc thì xin ra đây Phong rất muốn được gặp mặt Anh lặp lại câu nói đến lần thứ hai Vẫn im lặng Chẳng nghĩ ngợi thêm Phong bước nhanh về phía trước và mừng thầm Bởi càng đi thì hương thơm lại càng gần Chứng tỏ rằng anh đang đi đúng hướng Nhưng khi đến cuối vườn Thì Phong hơi thất vọng Bởi trước mặt anh là bức tường rêu phong cao ngất Không có lối đi nữa Nhìn chung quanh là cây cối um tùm Bóng đêm dày đặc Phong tiêu nghỉu quay trở lại Thì dẫm phải một mảnh giấy nữa Nhặt lên và cũng như lần trước Có mấy chữ quen thuộc Trở về phòng sẽ gặp Phong cố tìm một lúc Vẫn không thấy gì lạ anh đành bước nhanh trở về vừa bước vào trong phòng anh đã ngửi được hương thơm giống như ở ngoài vườn ai vậy anh thắp sáng ngọn đèn thì thất vọng bởi căn phòng vẫn trống không chắc chắn nàng ta vừa mới ở đây thật ra thì nàng nào phong đâu có biết và lại nếu có nàng thật thì sự xuất hiện đột ngột giữa đêm thế này đâu phải là điều lành tuy nhiên chẳng hiểu sao phong thấy nôn nóng muốn được diện kiến cho bằng được bởi vậy anh cúi xuống gầm giường Mà bung cánh cửa tụ quần áo Để tìm xem nàng ta có trốn trong đó không Khi biết chắc là không Thì đôi mắt của Phong lại sáng lên Khi nhìn thấy một mảnh giấy đặt trên gối Tắt đèn đi nằm Và nhớ chỉ được chạm vào người bên cạnh Khi nào được phép Tuyệt đối không được nói chuyện Không được mở đèn Làm ngược lại sẽ ân hận Tính tình vốn bướng Nhưng lúc này chàng Phong lại ngoan ngoãn có sự thui thúc gặp người đẹp Đã khiến cho Phong quên hết Tắt đèn và leo lên giường nằm trong thế chờ đợi Chỉ vài giây sau Thì Phong có cảm giác có thân người ai đó Đặt lưng nằm xuống bên cạnh Rồi hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt của anh Khiến cho Phong ngây ngất Rồi bất chợt có một bàn tay ai đó Đặt lên tay của anh Và kéo nó nhẹ nhàng sang bên Nơi tay Phong vừa đặt xuống không cần nhìn Anh cũng hiểu được đang đặt ở đâu Mềm và mắt lạ thường Quên lời dặn Phong vừa định lên tiếng Thì chợt miệng của anh Nhưng bị bàn tay ai đó chặn lại Người ấy cũng không nói gì Mà chỉ hành động Nếu ai hỏi Phong Anh đang bị làm sao Thì có lẽ Phong cũng không tiện nói ra Có những việc không cần nói mà ai cũng hiểu Thời gian qua thật chậm Đến khi Phong nghe tiếng gà gáy rộ Thì cũng là lúc thân thể của anh bị đẩy mạnh ra Khiến cho anh suýt ngã xuống giường Lúc định thần lại Đưa tay sờ lên bên cạnh Thì không còn thì ai anh kêu lên cô không nghe tiếng đáp phong nhảy xuống giường đốt sáng ngọn đèn và lần này bắt gặp một mảnh giấy với một dòng chữ đã là phu quân của người ta cấm không được tư tưởng đến người khác làm trái thì sẽ hiệu quả khôn lường nhớ lại những điều diễn ra trong đêm tự dưng phong cảm thấy rùng mình cảm giác đê mê thì còn nguyên nhưng còn một cái gì đó rợn rợn cũng đang len lỏi trong người của anh Dạy chứ Phong Tiếng gọi của bà bác Phong liền tiếng Dạ con dậy từ nãy giờ Sửa soạn rồi đi với hai bác sang nhà bác cả xanh Sáng sớm nay họ mời Dạ Tuy dạ nhưng Phong không hề muốn đi Bởi anh chưa biết mục đích của chuyến đi Và lại chuyện về đây để đi thăm người này người nọ Là điều Phong không nghĩ tới Bà Tư lại nói vọng vào Mình đi sớm Bởi họ đã mời điểm tâm Lại có cả chuyện đó phong nản quá nhưng anh không dám cãi lời bởi từ khi cha mẹ mất rồi thì người bác này chẳng khác nào là cha bác từ rất thương phong nữa không đầy nửa giờ thì vợ chồng từ viên ngoại đã chờ sẵn ngoài sân khi phong bước ra thì thấy ông từ đã lên tiếng ngày xưa bác đi coi mặt vợ mà được đón như vậy thì sướng biết mấy nghĩ mà ghen tị với con phong ngừ ngác bác nói coi vợ cho ai bà từ lừa mắt nhìn ông cái tật lanh tranh của ông cũng không có chữa. rồi bà quay sang phong rồi rụng. lên xe lẹ đi con bước lên chiếc xe ngựa phong chợt nhớ đến chuyến đi ngày hôm trước qua bến đỏ bất giác anh nói có lẽ ngày mai hai bác cho con về con có nhiều việc quá bà từ nghiêm giọng làm sao về được con con nên nhớ là bà kịp dừng lại trước khi nói ra điều bà chưa muốn nói và chuyển sang chuyện khác Còn năm nay bao nhiêu tuổi rồi phong Dạ tuổi thìn 20 Ông từ trên và nói Con rồng thì bay bổng Bay cao dữ lắm Thường đàn ông tuổi rồng hay đào hoa lắm Bỗng bật chừng mắt Vậy ông cũng đâu có ngoại lệ Biết là mình lỡ lời Nhưng không còn kịp nữa Ông từ lắp bắp Tôi... tôi thì khác Cái máu sư tử hạt đông của bà Thì ông từ còn lạ gì Nên sau câu nói hư ấy Ông ta im nhìn thóc phong phải phá tan cái không khí căng thẳng bữa nay sao bác cả xanh lại mời mình qua sớm về bác mà sao họ biết cháu về ờ à, thì người ta đợi con về ngày đêm họ nhà cả xanh cách đây không xa lắm nhưng xe ngựa chạy chậm nên phải mất một giờ sau họ mới tới nơi vợ chồng cả xanh đã ra tận cổng đón khách và chừng như họ chú ý đến một mình phong cho nên khi vừa thấy mặt đích thân cả xanh đã ôm chầm lấy anh và nói một câu làm phong ngữ ngàng trời ơi có được cái chàng rể như vậy mới xứng đáng chứ có lẽ sợ phong thắc mắc nên bà Tử vội nói xin lỗi đã để, để cho anh chị cả đợi lâu bởi ông nhà tôi mới hết bệnh xe không có dám chạy nhanh ông cả xanh nắm tay của phong đưa vào trong nhà và quay vào bên trong gọi lớn nói cô hai bọn bay ra chuẩn bị đón khách đi con một tiếng dạ trong buồng hát giọng một nữ nhân viên vừa nháo vừa kéo dài bà cả có vẻ hãnh diện khoe còn hai nhà tôi nó tính tình vui vẻ Cả làng này ai cũng thương mến Để cháu nó ra chào anh chị và cậu Phong đây Rồi bà Từ nói riêng với Phong Trong lúc mà người lớn nói chuyện với nhau Bác cho phép con dẫn con Mỹ Dung ra vườn ngắm cảnh Và trò chuyện với nhau Nội nghe giọng nhão nhẹt vừa rồi Phong đã nản Giờ sắp phải diện kiến con người này nữa Phong bắt đầu thấy chán Anh ước ao giờ này mình đã được nằm ngủ trong phòng để còn tiếp tục hưởng cái dư vị lạ thường kia Dạ con xin chào hai bác Em xin chào Bà cả phải đỡ lời con gái Đây là Phong Cháu hai bác từ viên ngoài Con cứ gọi bằng anh cho nó quen Phong không buồn nhìn lên Tuy nhiên khi bà tử nhắc khẽ Anh mới ngẩng lên và Ủa hạnh hoa Bà tử ngạc nhiên Con gọi ai là hạnh hoa Bà cả phải nhắc con gái bác tên là Mỹ Dung Nhưng Phong đã quả quyết Đúng là hạnh hoa rồi Hạnh hoa cô không có nhớ tôi sao Tôi là người cho cô quá răng xe ở bến đỏ Cái chiều hôm mưa đó tôi là Bà cả phải lên tiếng Ồ vậy ra là hai đứa đã từng quen nhau Thảo nào Bà tự hỏi Có phải cái cô gái mà mấy bữa trước Con nhắc tới hoài không Dạ đúng rồi Vậy mà con cứ tưởng Tuy nhiên lúc ấy Phong nhớ lại giọng nói nhão nhẹt của cô gái này thì cực lạ Thế Phong nhìn con gái của mình Bà cả lại tưởng rằng anh chàng bị sắc đẹp của Mỹ Dung hớp hồn Nên hài lòng lắm Hai con có thể ra ngoài chơi Chờ chút xíu và ăn điểm tâm Phong hầu như không còn e rẻ nữa Anh nhìn cô gái hỏi dồn Cô Hạnh Hoa thực sự không có nhớ tôi sao Cô gái tên Mỹ Dung ngừng ngác Anh hỏi ai Hạnh Hoa nào Phong lặp lại hạnh hoa nhà cô ở gò trúc thôn cây châm đêm hôm đó phong định nhắc lại chuyện cũ nhưng nhìn thấy nhiều người nên lại thôi trong lúc anh còn đang lúng túng thì cô gái đã chủ động rủ ta đi ra ngoài chơi đi nghĩ đó là một dịp may nên phong đi theo ra tới chỗ vắng anh vừa định lên tiếng thì cô nàng đã nói trước đã thành thân với người ta rồi bây giờ còn nhắc tới ai nữa còn như anh đã được dặn những gì không phong giật mình trọn mắt nhìn cô nàng thì ra tai nạn xảy đến với cô nàng này anh bước lùi một bước Vừa lúc cô nàng cười phá lên coi anh chàng tính tháo chạy kìa bị chạm lòng tự ái phong nghiêm giọng trưởng phu đứng giữa trời đất có làm có chịu xin cô nương đừng vậy ta hỏi ngươi vừa rồi ngươi nhắc tới hạnh hoa nào có phải chăng muốn chạy đi tìm cô ta bây giờ phong mới giải thích đầu đuôi Tôi quả là có một người bạn gái tên là Hạnh Hoa Tuy chỉ có mặt nồng Chỉ có một lần gặp gỡ cũng đủ lưu luyến Tôi chỉ có ý định đi tìm nàng ấy thôi Nhưng mà không phải lúc này Cách trả lời khẳng khái của Phong Khiến cho cô nàng dịu giọng Khẩu khí nghe cũng khá Nhưng mà dẫu sao ngươi cũng đã phạm vào điều ta cấm Ngươi tính sao đấy Tôi Nàng bất ngờ Cử hành hôn lễ ngay với tôi Phong thất thần Sao được cô nương nên nhớ là Nàng ta đánh giọng lại Nếu làm trái lại Thì khăn gói mà đi chầu Diêm Vương Nàng ta nói xong Quay bỏ đi Phong lặng người khá lâu Trước khi có tiếng gọi từ bên trong nhà Hai đứa vào ăn sáng Bà cả vừa bước ra Không thấy con gái bà ngạc nhiên Còn Mỹ Dung đâu rồi Bà phải hỏi lại đến lần thứ hai Thì Phong Minh nghe Anh lắp bắp Dạ cô ấy mới ở đây rồi đã biết tính con Bà cả cười nói Chắc là nó chạy đâu đó thôi Con nhỏ lớn sắc vậy mà còn con nít lắm Mai này về chắc cháu phải mệt với nó lắm Phong kêu lên Kìa bác Bà cả chừng như không để cho Phong nói thêm Nên quay bước vào bên trong Phong đành phải bước theo vào trong nhà Mọi người đã tề tựu đông đủ Cả cô gái vừa rồi Phong ngược lại khi thấy ông cả xanh rục Ngồi vào đi cháu Đến bên con Mỹ Dung đây Hai bác cho phép Bà Từ cũng đưa mắt ngầm bảo Phong làm theo Chẳng biết làm sao hơn Nhưng anh chẳng phải rụt rè bước tới Ngồi xuống chút trống duy nhất Mỹ Dung không còn thái độ như lúc nãy Cô ta lịch sự lấy đũa chén cho Phong Và còn bạo dạn khắp thức ăn mời Ăn đi chứ Mọi người chỉ đợi anh ăn thôi Lạ quá Giọng cô nàng lúc này khác hẳn lúc nãy Cả âm thanh lẫn cùng cách Phong thu hết can đảm đưa mắt nhìn sang Và anh há hốc mồm Không còn tin vào mắt mình nữa Cô nàng ngồi đây tuy có giống với hạnh hoa Nhưng có cái gì đó xa lạ Không hề có cái nét quen thuộc của một hạnh hoa Mà Phong đã từng gặp Cô Cô nàng quay sang phân bua với mẹ Má coi Anh cứ nhìn con hoài ai mà ăn được chứ Phong ngược quá Anh phải nói là Tôi, tôi nhìn con chim lạ ngoài cửa sổ Suốt bữa ăn Phong cứ thập thỏm không yên Anh muốn hỏi chuyện nhưng lại không dám nhìn sang cô nàng Ông bà cả cứ để cho đôi trẻ tự tìm hiểu nhau Đến gần xong bữa ăn Bà cả mới nhắc lại chuyện chính yếu Của ngày gặp mặt hôm nay Giữa hai nhà chúng ta Thì không còn cần phải rào đón gì cả Sẵn hôm nay có mặt đông đủ Hai bác công bố cái chuyện trọng đại này Hai nhà đã đồng ý thông ra Dòng tháng này sẽ tiến hành lễ hỏi Rồi ba tháng sau hôn lễ sẽ được tổ chức tại hai nhà Kể từ hôm nay Hai bên cha mẹ cho phép hai đứa qua lại Chuyện trò thân mật với nhau Cháu Phong có thể gọi là cha mẹ cho nó quen Biết Phong có phản ứng Nên bà Tử nói chặn ngang Mọi chuyện người lớn đã bàn xong hết cả rồi Các con không phải lo gì hết Phong cần bàn gì thêm Thì về nhà mình nói chuyện Đột nhiên Mỹ Dung đứng phụt dậy Cô nàng bỏ chạy vào trong nhà Bà cả nhìn theo lắc đầu còn gái đứa nào cũng giống nhau Mặc cơ vậy chứ còn Còn lại một mình Phong cũng tìm cách đứng lên Anh thoái thác Còn no rồi con xin phép Bước trở ra sau nhà Trên Phong nhìn thấy bóng dáng một người con gái Có khuôn mặt như hạnh hoa Cô ta bước đi thật nhanh như cô tránh mặt của Phong Nhà này có tới hai người con gái sao Không kịp suy nghĩ thêm Phong bước thật nhanh theo cô gái vừa khuất sau so lụm cây Trong lúc bước vội Phong giẫm phải một vật Đến khi cúi xuống nhìn anh mới giật mình Bởi vật mà anh vừa dẫm lên Chính là chiếc áo màu thiên thanh của cô gái mới mặc Còn đang ngơ ngác Thì Phong nghe một giọng nói từ phía sau Anh lại vi phạm lời hứa rồi Bây giờ cũng giống như chiếc áo đó Anh phải cởi hết quần áo ra Coi như hình phạt đầu tiên Hãy làm đi Phong chưa kịp có phản ứng gì Thì như bị ai đó giật phăng chiếc áo ra khỏi người Cô giật thật gọn và nhanh khiến cho Phong chỉ kêu lên một tiếng thì thân đã trần trụi. Kìa tôi thôi. Anh đoán thế nào cũng tới phần dưới thân thể nên anh dùng cả hai tay ôm chặt lấy linh quần. Vừa cố lý giải. Tôi có làm gì sai đâu. Tôi chỉ vô tình bị người ta gắn ghép cho điều mà tôi hoàn toàn không muốn. Mặc cho anh nói lại một cú giật phăng nữa và lần này Phong chỉ còn biết xấu hổ ôm lấy mặt. Anh nghe gió thổi mát cả thân thể. Điều đó có nghĩa rằng anh chẳng đang Phong hiểu là mình phải làm gì Anh vội lặn thật nhanh vào trong bụi rậm gần đó Trong lúc tay vẫn còn ôm lấy mặt Một lúc khá lâu Không nghe tiếng động tĩnh gì Phong từ từ mở tay ra khỏi mắt Và phát hiện chung quanh mình chẳng có ai Thân thể không còn mảnh vải che thân Nên dù vắng người Nhưng Phong vẫn phải nằm yên đó Một lúc sau Phong nghe có tiếng gọi của bà Tử và bà Cả Họ đang nói chuyện vì anh Thằng này coi vậy mà cũng không có vừa Mới đó mà đã lẻn vào phòng con nhỏ Chuyện này nếu mà bình thường Thì không có dễ chịu với ông cả nhà tôi Nhưng mà nay thì có thể Giọng của bà tử Chỉ cả thứ lỗi cho lòng dạ của trẻ con Dẫu sao thì chuyện này cũng lỡ rồi Nhưng mà tôi cũng chẳng hiểu sao Chỉ trong cái thời gian ngắn như vậy Mà thằng Phong nhà tôi đủ sức làm được cái chuyện ấy Bà cả hơi lớn tiếng Bộ quần áo nó bỏ lại trong phòng con Mỹ Dung Đã nói lên tất cả mọi chuyện rồi còn chối cá cái gì nữa Nhưng mà thôi tôi vừa có nói lúc nãy Nhà tôi cũng chẳng có bắt lỗi nó Nghĩa là chúng nó tính cho nó gọn cái chuyện này Nằm trong bụi Khi nghe đến đó thì Phong đã hiểu Thì ra bộ quần áo của anh vừa bị lột đi Đã nằm gọn trong phòng cô con gái của ông bà cả Có nghĩa là Phong vừa làm cái chuyện đổi bại Với cô con gái của người ta Bị oan Nhưng lúc ấy Phong chẳng có cách nào để lên tiếng thành mình Lúc ấy hai người đàn bà dừng lại sát chỗ của phòng đang trốn và tiếp tục câu chuyện giọng của bà cả tôi tính như thế này ta nên cử hành hôn lễ sớm cho tụi nó hơn dự kiến bà từ giọng yếu xỉu tùy chị thôi tôi tính bỏ luôn cái lễ hỏi làm cưới luôn cái tuần sau bà từ vẫn không phản ứng gì tùy chị bà cả có vẻ phấn khởi lắm tôi vui là chị cũng hiểu chuyện và muốn tốt cho bọn nó Thôi được rồi Mình không cần phải đi tìm cái thằng Phong nữa Rồi tự khắc nó sẽ biết đường về Vợ chồng tôi cũng không có nhắc lại đâu Họ quay trở vào trong nhà phòng quá bức xúc Anh không dặn được đã kêu lên Không được Nhưng vừa khi ấy Cô họng quá như bị ai đó bóp chặt lại Không để cho phát ra tiếng nói Việc mình đột ngột bỏ nhẹt đi Chắc chắn sẽ gây ra nhiều lo lắng Và phiền toái cho gia đình bác lắm nhưng Phong vẫn nhất quyết bỏ đi Bởi anh đã hiểu rằng Nếu để tới ngày mai thì mọi việc đã quá trễ Khi ấy hồn lễ sẽ được cử hành Điểm tìm đến của Phong không ngoài xóm cây châm Anh không tin những gì mình chứng kiến lần trước Và quả đúng như vậy Khi Phong bước tới đầu xóm Anh đã vô cùng vui sướng Khi nhìn thấy một xóm nhà nằm bình yên dưới dạng cây Gặp một người phụ nữ lớn tuổi Phong dè dặt hỏi Thưa cô đây là xóm cây châm Người đàn bà vui vẻ đáp Chính là đây rồi cậu hỏi nhà ai Dạ nhà cô Hạnh Hoa Cứ sợ như lần trước Nên xong câu hỏi Phong Dương mắt nhìn Và cậu mong cho câu trả lời thuận lợi Và quả như vậy Hạnh Hoa sao phải cái con nhỏ xinh đẹp có cái nốt rồi duyên ở trên môi không vậy? Phong mừng dữ Dạ đúng rồi, đúng là cô ấy hả cô? Người phụ nữ đưa tay chỉ về căn nhà cuối xóm Nhà nó đó, xóm này chỉ có mình nó tên là Hạnh Hoa nên cậu không có phải tìm thêm tôi thấy nó có nhà đấy bà ta đắp xong thì đi ngay không đợi cho phong cảm ơn phong thì mừng đến nỗi bước đi gần vấp phải đá tuy ngôi nhà còn khách khoảng vài trăm thước nhưng do quá mừng nên phong đi rất nhanh phút chốc đã dừng ngay trước cổng nhà anh cất tiếng gọi mà không cần giữ ý hạnh hoa tới nhà rồi mà còn la lớn quá không có sợ thiên hạ biết hay sao Phong giật mình quay lại chỗ mắt kinh ngạc Bởi đứng trước mặt anh chính là một hạnh hoa bằng xương bằng thịt Tôi, tôi không có lầm chứ Anh lầm cái gì? Phong hơi ngập ngừng Cô là hạnh hoa thật chứ có phải? Nàng ta cười thật tươi Người đã quá giang xe trong buổi chiều mưa hôm đó Mấy ngày nay người ta đợi giải cổ mà anh vẫn biển biệt Cứ tưởng cái xóm nghèo này không hân hạnh được đón chàng công tử hào hoa chứ Phong mong mắn đầu có tôi trở lại đây rồi nàng chặn lời thôi đã tới là được rồi anh vào nhà đi em đã làm cơm đợi cả buổi rồi đấy phong ngạc nhiên cô biết tôi tới hồi nào sao không báo cô nàng nhí nhảnh đáng yêu hơn là phong tưởng anh không tiện hỏi thêm theo nàng ta vào trong nhà ngôi nhà tuy nhỏ và đơn sơ nhưng mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ và thoảng hương thơm Chính mùi hương này đã khiến cho Phong phải kêu lên Đúng là cái mùi hương này rồi Hạnh hoa như không hiểu hỏi lại Anh nói đúng cái gì Hương thơm này Nàng lại cười Em có dùng nước hoa bao giờ đâu Mọi thứ đều tự nhiên mà Phong nhớ rõ mùi hương Mà anh đã ngửi suốt mấy đêm liền Nhất là mùi hương phả ra từ thân thể cô nàng đêm ân ái Anh quả quyết Chính là em rồi hạnh hoa bất chợt phong chụp lấy tay của nàng và kinh hãi bỏ sang ngay bởi cảm giác lạnh đến tê bút cả người khiến cho phong tròn mắt em em hành hoa chợt run người như phát bệnh phong hốt hoảng em làm sao vậy nàng quay người chạy vụt đi phong nghe rõ một tiếng khóc từ nàng chẳng hiểu mình phạm lỗi làm gì phong nói với theo cho anh xin lỗi nàng đã khuất ở trong nhà phong không tiện tiến sâu vào bên trong nên chỉ cất tiếng nếu anh làm điều gì thất thố thì xin tha cho anh anh không cố ý không có tính đáp lại phong đành phải ngồi ở phòng ngoài chờ lúc này anh mới để ý ở giữa phòng khách có đặt một tủ thờ bên trên không có ảnh hay bài vị mà chỉ có một tấm lụa màu trắng cùng một bát nhang ngồi đợi khá lâu sức chịu đựng sắp đến giới hạn thì cô nàng từ bên trong đi ra trên tay bưng mâm có một phong nhang một dải lụa màu đỏ một con dao và một cái chén Lạ hơn nữa lần này Nàng đã thay một bộ đồ tang Trên đầu vấn khăn tang đã cũ Không nói lời nào Nàng quỳ xuống trước bàn thờ Hai tay dâng mâm lên và im lặng Chẳng ai bảo Phong cũng tự động quỳ xuống phía sau lưng của nàng Lúc này nàng mới chợt cất tiếng Đời con gái đã bị xúc phạm Thì đâu còn gì dám nhìn mặt tổ tiên Nay xin cho con được chọn một trong ba hình thức Nàng bất ngờ đặt chiếc mâm xuống Lúc này Phong mới nhìn rõ trong cái chén có chứa một nước màu đen Và anh chợt hiểu Nhưng Phong chưa kịp kêu lên thì nàng đã tiếp lời Cái nhục của người con gái chỉ có thể rửa bằng một nhát dao Một dài lụa treo cổ hoặc một chén thuốc độc Con sẽ chọn một trong ba Nàng thật nhanh tay chụp lấy chén thuốc Lúc này Phong hiểu rằng chỉ chậm một giây là mọi chuyện học bét Nên bằng hết sức mình anh nhào tới ngay và đưa tay đổ chén thuốc một tiếng rơi vỡ cùng lúc với tiếng thét của nàng để tôi chết phong tiện tay hất tung cả chiếc mâm trong lúc rối loạn ấy may mắn sao phong lại chụp được phong nha và cũng thật nhanh anh chàng lao tới bàn thờ sẵn cây đèn dầu đang cháy phong đưa cả bó nhang vào đốt một lúc mùi thơm của nhang tỏa ra vừa lúc hạnh hoa bật khóc thành tiếng chẳng biết làm gì với nguyên bó nhang đang cháy trên tay phong quỳ xuống ngay bên cạnh nàng Cất tiếng mà cảm giác như không phải do mình nói Con xin chuộc lỗi bằng cách được cưới nàng làm vợ Câu nói của Phong thật bất ngờ Nhưng xem ra cô nàng vẫn không ngạc nhiên Vẫn tiếp tục khóc và cục đầu xuống Phong tưởng mình chưa nói đủ thuyết phục Nên lại tiếp lời Con là Thanh Phong Năm nay 20 tuổi Đã gặp và đem lòng yêu thương người con gái tên Hạnh Hoa này Trong thời gian qua Nếu con làm điều chi không phải thì nay con xin được chuộc lỗi bằng cách nhận nàng làm vợ, con xin hứa. Bỗng dưng nàng quay sang giật phăng bó nhang trên tay của phong và ném nó tung bay lên không trung. Hành động có bất ngờ đó khiến cho phong chỉ biết ngơ ngác nhìn. Tuy nhiên khi những cây nhang rơi xuống thì thật lạ lùng, nó biến thành những mảnh giấy nhỏ, chẳng khác gì hoa trong ngày cưới. Phong đang lo lắng, bỗng hóa ra tươi tỉnh anh nói to: được chứng cho rồi anh mừng quá nhảy cẫng lên đến khi nhìn xuống thì chẳng thấy hạnh hoa đâu hạnh hoa nơi nàng vừa quỳ chỉ còn lại bộ đồ tang hãy trở lại đi hạnh hoa anh nói thật lòng mà anh đã thể chức tổ tiên thì quyết không thay đổi mặc cho phong nói dắt cả cổ họng cô nàng vẫn bật tâm lát sau không dằn lòng được phong xông đại vào trong nhà nhưng anh càng thất vọng hơn khi vòng duy nhất của ngôi nhà trống không Ngoài ra ngôi nhà này không có chỗ nào để trốn tránh được Đến khi ra tới cửa sau Thì bất chợt Phong nhìn thấy một mảnh giấy của ai đó treo ngay cửa ra vào Hãy về nhà bác Nếu chậm thì không bao giờ gặp được em Hạnh hoa Bà cả xanh đứng ngồi không yên từ bấy bữa nay Và lại càng như đứng trên đống lửa từ sáng đến giờ Bây giờ ngọ hôm nay Là giờ bên đằng trai sang rước dâu Mà cô dâu thì ngủ mê man từ hai hôm rồi vẫn chưa tỉnh đã cho người đi giấc lương y mà cũng chẳng thích tâm hơi Lại bị ông chồng khó tính trách móc Cũng tại bà Ai bảo định ngày cưới cho nó gấp quá Để bây giờ phải quýnh lên Bà cả nổi nóng Giờ có chỗ để xì ra Nếu mà nghe theo lời của ông Thì con gái của mình chỉ có nước theo đầu bếp mà phơi khô Chứ ai mà dám tới cưới Cũng tại con gái tuổi dần cao số Đã hơn chục đám giảm hỏi rồi Mà cuối cùng cũng bỏ chạy hết Vì ai cũng ngán cái con cọp cái Ông cả bỗng cười vang Vậy ra chỉ có tôi là đuôi mổ Điếc không có sợ sống Nên chỉ giữ con cọp cái về nhà Chợt nhớ là mình cũng tuổi dần Nên bà cả dịu giọng Nhưng mà đâu phải con cái nào Cũng ăn thịt con cọp được đâu Bằng chứng là hơn ba chục năm sống với ông Tôi đâu có phải là cọp hay là chăn gì Ông chắp tay xá Và không khí mấy lần rồi nói Lại trời Nếu như vậy mà không phải cọp hay là chăn thì cũng chẳng hiểu hai cái con đó Nó giữ đến mức độ nào nữa Bà bí thế Quay sang dùng ngón đòn cũ xích Nhưng luôn luôn hiệu quả Đó là lộng lên Bây giờ ông ngồi đó mà đôi co Ăn thua đủ với tôi phải không Ông nói đi để rồi tôi còn tính Luôn luôn ở thế đang mạnh thành yếu Nên đến lúc đó ông cả cũng tiêu nghỉu Ờ à, thì bà nói vậy chứ Bà vẫn là vợ yêu quý mà Có gì đâu Bà hất hàm nói Bây giờ thì ông tính sao Lỡ lát nữa người ta đến đón dâu Thì lấy con gái đâu mà giao cho họ Không lẽ khiêng cô dâu về nhà chồng hay sao Ông cả chợt nảy ra một ý nghĩ Hay là ta cứ cho kiểu hoa vật tận phòng con gái của mình Khiêng nó lên rồi đưa nó trở ra Có ai mà biết được Bà nguyết ngang Nói vậy mà cũng nói được Rồi lấy ai lại ra tiên Lấy ai làm lễ tư hồng Họ còn đang bối rối Thì bóng có người nhà về báo không xong rồi ông bà ơi Chuyện gì vậy con chín hoa này Chín hoa bồ bồ cái miệng Con vừa ở bên nhà ông tử viên ngoại về Cậu Phong đi đâu mấy ngày hôm nay Đã về đâu Vợ chồng cả xanh hốt hoảng Nó đi đâu Thì từ hôm ở đây cậu ấy đi luôn Nhưng mà bên đó nói dối là cậu ta trở về rồi Thật ra cho đến lúc con trở về đây Thì cậu ấy vẫn bật vô âm tín Bà cả buông thõng cả người xuống ghế Ôm đầu riêng gì làm sao đi họ trời Lát nữa bà con họ hàng kéo tới Để đón nhà trai về đưa dâu Thì phải ăn nói làm sao Ông thì tỉnh táo hơn liền nói Họ cũng đang còn dối hơn mình nữa Sao không nhân cái chuyện này mà tuyên bố hoãn đám cưới lại Đổ thừa là tại bên đằng trai Có cái ông già hay bà già cho đó bệnh sắp qua đời Tuy ít khi nghe theo ý của chồng Nhưng giờ này lại đang thấy bí Nên bà cả đành phải nói theo Đành phải như vậy thôi bỗng lúc đó có một giọng nói vang lên từ bên trong ai cho hoãn đám cưới bà cả ngạc nhiên con mỹ dung ông ơi mỹ dung từ trong buồng bước ra vẻ mặt tươi tỉnh cô ta nhìn khắp một lượt rồi gắt toán lên xem đèn đóm phía bên này chưa có thắp sáng lên bà cả vẫn chưa tin kìa con sức khỏe con sao rồi cô nàng dựng dưng như không thêm hoa ở chỗ kia nữa bỏ mấy cái thứ hoa dùng cúng kê đi đám cưới mà trưng hoa như đám tang vậy nói xong đích thân cô nàng đi nhổ từng cành hoa không vừa ý trong các bình hoa đã được bà cả cho cắm vứt tung tóe khắp nơi vừa hét đám gia nhân sao không quét dọn cho nó sạch đi xưa nay đám gia nhân ít bị cô tiểu thư nhà này chửi bới nay nghe hơi lạ lúc đầu họ còn ngớ người lại sau thấy ánh mắt lộ hào quang của cô ta đám kia răm rắp làm theo Vợ chồng cả xanh cũng nhận biết điều bất thường này Nhưng mà quá đột ngột Nên họ ngây người ra đó Chưa nói được một tiếng nào Đem hết những cái đồ đạc này ném xuống sông cho tôi Mấy thứ mà cô nàng vừa bảo ném đi Đó chính là những món mà thường ngày Mỹ Dung trưng ra dạ ở phòng khách Có thứ là vật ưa thích nhất của cô nàng nữa Lúc này bà cả không dừng được Phải lên tiếng Những thứ ấy là của con mà Dung Chính con mua về Cái đó chính do ba mẹ tặng còn mới nguyên sao lại đem bỏ bỗng cô nàng chừng mắt bây giờ thì vứt đi hay là để tôi tự làm ông cả hạ thấp giọng tụi bay đem bỏ theo lệnh cô đi chưa thôi cô nàng chỉ tay vào phòng riêng đem hết mùng màn chiếu gối bỏ đi hết lấy đồ mới người kia đem vào thay đi lúc này mọi người mới để ý cả một đống mùng màn đã để sẵn ngoài hiên bà cả định cản lại bởi tất cả mùng màn chiếu gối trong phòng đều đích thân bà mua sắm chuẩn bị cho đám cưới bà chỉ còn biết quay sang nói khẽ với chồng sao nó kỳ quá vậy giống như là chăn lửa vậy ông định nói nó giống bà chữ ai nhưng mà kịp dừng lại lúc đó đám gia nhân rối rít làm theo một lát sau thì việc đâu vào đó với vẻ hài lòng lúc này cô nàng mới quay sang nói với cha mẹ con gái đã sẵn sàng về nhà chồng rồi bà cả run giọng hỏi lại con có phải là Mỹ Dung không con? Giọng cô nàng trở nên khác lạ hơn vừa rồi. Chứ má muốn con là ai? Vậy con đi nhé. Bà cả hốt hoảng. Khoan đã con. Bởi vừa rồi con là má lo quá. Bây giờ cô nàng mới cười phá lên. Con đang tập làm bà chủ để chuẩn bị cho vai trò sau này lấy chồng. Con cũng muốn làm má bây giờ chứ. Bà thích thú quá lay mạnh vai của ông. Ông đã nghe thấy chưa? Đâu phải mình tôi bị ông gọi là cọp cái hay là chằn lửa chứ Ông cả dùng mình định đứng dậy bỏ đi Thì Mỹ Dùng đã nhắc Bên đằng trai sắp tới rồi đó Bà cả khẽ nói Nghe nói là thằng Phong bỏ đi chưa có về Cô ta chỉ tay về phía đường trước nhà Ra mà đón họ đi kìa Vừa khi ấy họ nghe có tiếng ngựa dừng lại trước cửa Có đến trên 10 chiếc Chiếc xe dứt dâu đi đầu với hai ngựa kéo phù rèm đỏ kín mít giống như bất cứ lễ rước dâu nào ông bà viên ngoại trịnh trọng bước xuống trước nhưng theo sau không phải là phong mà là một người phù rể ông bà cả vừa định lên tiếng hỏi thì bà tử đã bước tới giọng buồn bã thẳng phong nó thay vì đúng vai trò cô dâu phải che mặt ở trong phòng kín đến bây giờ mới bước ra đằng này vừa khi ấy mỹ dung đã bước ra và lên tiếng làm cho mọi người ngạc nhiên Đâu có gì phải lo lắng Anh Phong vốn ngủ ở nhà với con từ hôm ấy Chứ con ngủ cùng với nhau Chuẩn bị sức khỏe cho cái ngày trọng đại này Lời nói của cô vừa dứt Thì bỗng cả hai họ đều chú mắt ngạc nhiên Khi thấy Phong trong lễ phục chú rể Từ từ bước ra Đứng sóng đôi với Mỹ dụng Bà từ như vượt tỉnh từ cơn mê Bà kêu rú lên Phong Vậy mà con làm cho hai bác mất ăn mất ngủ Trời ơi cái thằng khỉ gió này Phong chừng như không để ý đến thái độ của mọi người Anh rất tự nhiên đưa tay choàng qua hông của Mỹ Dung Rồi cũng rất thản nhiên dìu nhau trước mặt của hai cha mẹ Khẽ cúi đầu chào Sau đó cả hai không ai bảo ai Cùng bước tới bàn thờ làm lễ một cách rảnh rẽ Không đợi cho ai nhắc Khiến cho vai trò chủ hôn hai bên nhà trai gái Đều trở nên thừa thãi. Có lẽ do họ quá mừng Nên cả hai ông bà xui ra Đều muốn cho buổi lễ diễn ra chóng vánh Tránh những bàn tán của bà con hai họ buổi tiệc mặn do đó diễn ra rất nhanh đến cuối giờ ngọ thì đàng trai đã xin phép ra về nếu như có ai đó nhìn được sắc diện vui mừng khó tả của cô dâu sau tấm mảng tre khác hẳn với khuôn mặt u sầu lưu luyến của hầu hết các cô dâu khác thì chắc sẽ ngạc nhiên lắm ngược lại gương mặt của phong sau khi ra vẻ vui chào mọi người thì bây giờ lại ưu tư khác thường anh bước ra kiệu hoa mà như lê chân về nơi đầy ải nào đó khi ngồi lên kiểu cô nàng mới ghé sắt tai của chàng nói khẽ mọi việc sẽ đâu vào đó thôi không sợ phạm phải lời đe dọa của cô ta đâu phong cũng đáp lại khẽ tôi thì chỉ còn biết liều thôi nhưng mà lòng dạ tôi trước sau gì cũng chỉ có hạnh hoa mà thôi một cú nhéo đau thấu xương nhưng phong ráng chịu anh nghe cô nàng nói khó hiểu rồi sẽ biết cái tội trung tình sẽ ra sao xe chạy được một lúc chàng hiểu khi ấy nàng ghé sắt chàng nói thêm câu gì đó mà phong đã kêu lên em là hạnh hoa người đánh xe giật mình định gò cương lại nhưng một cánh tay của cô gái đã thỏ ra và thúc mạnh vào mông ngựa chúng phóng như bay hay đúng hơn là như ma đuổi gả được con gái là điều mà vợ chồng cả xanh mừng khôn xiết tuy nhiên sau đám cưới một ngày thì nỗi buồn xa cách đang làm cho người đàn bà đanh đá trở nên ngẩn ngơ dẫu sao thì lâu nay mẹ con sớm tối có nhau nay dứt ruột ra về nhà người ta thì làm sao mà không buồn để cho ông cả đi đánh cờ với nhà người bạn. Bà cả mở cửa vào trong phòng của Mỹ Dung. Bà muốn sắp xếp lại những gì còn lại của con, nhất là giữ một vài thứ. Phòng khi con nhớ thì lấy ra mà nhìn ngắm. Nhưng vừa mở cửa, bà cả đã phải khựng lại, dưng tròn mắt nhìn lên giường. Trên đó có một người đang nằm. Ai? Ai? Bà vừa mở miệng thì đôi chân như có ai đẩy tới. Bà tiến sát lại bên giường. Người nằm đó chính là Mỹ Dung. Trời ơi! bà cả gào lên nhưng tiếng của bà hình như ngược lại bỗng bà nghe có tiếng nói khẽ má nằm xuống đây rõ ràng là con gái đang nói với bà nó còn đưa tay kéo bà xuống nữa thân thể bà cả không gượng được đã ngã dài trên giường nằm sát bên con sao sao con còn ở đây giọng của mỹ dung yếu ớt má không nhìn thấy sao con đâu còn sống hả con nói Bà định bật dậy Nhưng Mỹ Dung đã kéo tay chặt bà lên người cô ta Thịt ra lạnh ngắt Trời ơi con Giọng của Mỹ Dung yếu dần rất khó nghe Con phải trả những gì ba má đã vay của người ta Bà cả ngơ ngác Vay trả gì của ai Má không có nhớ sao Ngày trước lúc con chưa ra đời Thì bà có một người đàn bà khác Chính má Vì muốn chiếm hữu riêng cho mình nên má đã không ngại mướn người thủ tiêu cô gái tên là hạnh nương cô ấy bị dìm chết ở một cánh đồng trong khi bụng cô ta đã có thai gần ngày sinh mỹ dung vừa kể đến đó thì bỗng bà cả ôm mặt gào lên đừng kể nữa nhưng mỹ dung phải nói cho hết bởi cô biết rằng chẳng còn kịp để nói nữa sau khi giết tình địch rồi má độc chiếm người đàn ông tên xanh để rồi một năm sau sinh ra con má giấu được nhiều người về chuyện đó nhưng với một người thì má không thể giấu được Chắc là má biết là ai rồi Con má van con Con đừng Không được rồi má ơi Người đó đã trở về và đòi mạng Mà con là người phải trả mạng cho người ta Người ấy là chị Hạnh Hoa Chị ấy là đứa con 7 tháng tuổi Trong bụng cô Hạnh Nương Khi cô ấy chết Thì đứa bé đã được đặt tên sẵn là Hạnh Hoa Cũng chết theo Nhưng vì oan uổng Nên hồn phách chị ấy vật vào mãi nơi này cho đến khi gặp được anh chẳng phong theo duyên số thì con và phong phải thành vợ chồng với nhau bởi trước đó ba má đã hứa với bác của phong nhưng cô hạnh đương đã bắt chị hạnh hoa phải dành lại cho bằng được anh ấy và thế là con phải trả giá mà trả cũng có nghĩa là phải trả luôn kiếp người cho họ bà cả lại gào lên không được thưa hồn ma bóng quế đâu đủ tư cách làm người con không phải trả cho ai hết họ có giỏi thì đòi nợ má đây bà ôm chậm lấy con nhưng bỗng cả thân xác của mỹ dung đã tan biến mất chỉ còn nghe giọng nói như thoảng qua của cô nàng mà thôi giờ đây cái xác thực sự của con đã giao lại cho hạnh hoa chị ấy trở lại kiếp người và đang sống hạnh phúc bên phong bà cả òa lên khóc má sẽ đi đòi lại đừng làm điều đó không được gì đâu dẫu sao từ nay về sau cũng chẳng ai biết được chuyện này ngoài má con khuyên má nên giữ kín bởi nếu nói ra thì ngay hồn phách của con cũng không được ở bên má nữa Từ nay hạnh hoa sẽ đóng vai con Chị ấy sẽ tốt với ba má Sẽ chăm lo cho ba má còn nhiều hơn con nữa Theo con thì kể cả ba Mà cũng đừng nói cho bà biết Má nhớ lời con không Bà càng nghẹn ngào phản đối Nhưng trước những lời của con gái Bà cũng phải hứa Má hứa mẹ sẽ im lặng Còn một việc nữa Ngày hôm nay Má muốn người đi sang thôn cây châm tìm đúng chỗ gò trúc có một ngôi mộ hoang ở đó chính là mộ của cô hạnh nương má cho người bức mộ lấy hải cốt đưa về chùa gần đó để cho cô yên nghỉ làm được điều đó rồi thì từ nay coi như mọi chuyện thù hẳn giữa má và cô hạnh nương chị hạnh hoa đều sẽ biến mất má làm ngay đi im lặng hoàn toàn bà cả kêu to lên mỹ dông nhưng dường như cô nàng đã tan biến vào không gian Nửa năm sau Tình cờ hôm đó đi ngang qua bến đỏ Phong tạt qua thôn cây trầm, Có lẽ anh muốn nhìn lại một chút kỷ niệm Tuy nhiên anh lại ngơ ngác Khi không còn thấy thôn xóm đâu nữa Mà nơi đó đúng là một nghĩa địa hoang vắng Phong cố ý tìm lại ngôi mộ ngày trước Thì không hề có Mà khi hỏi về những gì anh đã chứng kiến ngày trước Thì chẳng một ai biết Khi thuật lại chuyện cho hạnh hoa nghe Nàng nghiêm giọng bảo Em đã nói rồi Đó là chuyện của quá khứ Em bây giờ đã là vợ anh Và anh chỉ nên biết như vậy Nếu anh còn nhớ tới chuyện ngày trước Thì hạnh hoa bằng xương bằng thịt này Sẽ trở về với cát bụi Phong hốt hoảng Không anh đâu muốn Anh ôm chầm lấy cô vợ yêu quý Lúc ấy cô nàng nói thật khẽ Báo cho anh một tin mừng Em đã có thai hai tháng Trong lúc Phong vui mừng khôn xiết Thì nàng hạ thấp giọng Cho đến giờ phút này Em mới tin chắc là mình chính thức được trở lại làm người Em xin cảm ơn cô Mỹ Dung và bà cả sạch nữa. Những câu nói này phong không hiểu hết ý.